Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 0%, báo động đỏ toàn cầu. Nếu như nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ đang ghi nhận chỉ số lạm phát kỷ lục 9,1%, là con số cao nhất mọi thời đại, thì nền kinh tế thứ 2 thế giới, Trung Quốc, đang đối diện nguy cơ tăng trưởng 0% trong năm 2022. Dự báo chấn động này được đưa ra bởi trang tin nổi tiếng thế giới The Guardian. Đây không chỉ là cú sốc lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc, mà nó còn là báo động đỏ đối với nền kinh tế toàn cầu. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ tăng trưởng 0%, đó là chính sách không ca nhiễm mà chính phủ Trung Quốc quyết tâm theo đuổi. Việc Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc đóng cửa trong nhiều tháng ròng đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến nền kinh tế Trung Quốc gần như tê liệt và tổn hại ít nhất 46 tỷ đô mỗi tháng. Một nguyên nhân quan trọng khác mà các chuyên gia kinh tế đề cập đến đó là sự đổ vỡ của bong bóng bất động sản Trung Quốc, mà tập đoàn bất động sản Evergrande là một ví dụ điển hình. Trước hàng loạt khủng hoảng đang diễn ra hiện nay như khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, lạm phát, liệu một cuộc đại suy thoái kinh tế có xảy ra trong năm 2022? Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 7, trang tin The Guardian của Anh vừa đăng một báo cáo chỉ ra kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 0,4% trong quý 2 vừa qua, một dấu hiệu đáng ngại của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Ngay cả khi nửa sau của năm 2022, con số tăng trưởng bứt lên mạnh mẽ, thật khó để đạt được mức tăng trưởng 5,5% trong cả năm như chính phủ của họ kỳ vọng. Nhà kinh tế Trung Quốc Julian Ivan Richard cho biết trong một ghi chú hôm thứ Sáu. Ông nói, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng đạt được 3-4%, nhưng thực tế nó sẽ gần như bằng không trong cả năm. Các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Số liệu tuần này cho thấy nhập khẩu trong quý thứ hai chỉ tăng 0,1%, mức mà một nhà kinh tế gọi là mức thấp đáng kinh ngạc. Chỉ 0,1%, trong khi giá các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như dầu và thực phẩm đã tăng vọt kể từ tháng 4. Cơ quan thống kê cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã tăng lên 19,3%, một xu hướng đang được đẩy nhanh bởi các lệnh phong tỏa toàn bộ hoặc một phần được áp dụng tại các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 4, bao gồm cả kinh đô thương mại Thượng Hải. Mặc dù các chính sách đã được nới lỏng và dữ liệu tháng 6 cho thấy sự cải thiện, các nhà phân tích không lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế nhanh chóng. Lý do không chỉ vì Trung Quốc đã cứng nhắc theo đuổi Zero Covid, mà kèm theo đó là thị trường bất động sản nước này đang rơi vào tình trạng sụt giảm nghiêm trọng và triển vọng kinh tế toàn cầu đang trở nên u ám hơn. Suy thoái diễn ra sau khi thành phố lớn nhất của Trung Quốc, Thượng Hải, bị phong tỏa trong 2 tháng vì nguy cơ Covid tái bùng phát, làm rối loạn chuỗi cung ứng và buộc các nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Chính sách Zero Covid của chính quyền Bắc Kinh tiến hành bằng cách khoanh vùng ca nhiễm và cách ly lâu dài, nhưng điều này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp và khiến người dân lo lắng. Cục thống kê cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ở trong nước, ảnh hưởng của dịch bệnh đang kéo dài, lưu ý rằng nhu cầu đang giảm và nguồn cung bị gián đoạn. Nguy cơ lạm phát cao và đình trệ trong nền kinh tế thế giới cũng đang tăng lên. Tuyên bố nói thêm, lưu ý rằng những bất ổn bên ngoài đang gia tăng. Dữ liệu được đưa ra trong bối cảnh những thách thức ngày càng gia tăng trong lĩnh vực bất động sản. Theo một số ước tính chiếm tới 1/4 GDP Trung Quốc, với doanh số bán nhà yếu trong những tháng gần đây, ngày càng có nhiều người mua nhà từ chối thanh toán các khoản thế chấp của họ vì lo lắng nhà của họ sẽ không được bàn giao đúng hạn. Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi kể từ khi Thượng Hải nới lỏng các hạn chế phong tỏa vào tháng 6, các nhà phân tích cho rằng áp lực lên tiêu dùng có thể sẽ còn tồn tại lâu dài. Những tin tức này sẽ gây áp lực lên giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đang chuẩn bị cho đại hội lần thứ 20 khi ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ tại vị thêm 5 năm nữa. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Khánh Vy xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.